Đang về hai cây dúi này mọi người, mới vừa trồng xem. Cái kia mình tạo sau này như tùng nha mọi người. Con này sau này mình sẽ quýnh cho nó bung tàn ra nha mọi người. Đấy, con này thì già coi, đứng xa cách 3 mét mình mới quay hết được coi. Đấy, con này keo to rồi, con này còn trăm mấy á. Ừ, sau này mình sẽ tạo như kiểu kiểu tùng keo to. Anh em nào mua thì liên hệ nha, cứ chặt lá sau này sống rồi mình vận chuyển đi cho mọi người. Đó, ta đây già keo to một cốt đẹp sọt. Này mình tạo theo kiểu tùng nha mọi người thì rất là đẹp luôn. Đấy, tại vì cành nhánh có này, những cành nhánh có mình nhìn trên này đánh ra này mọi người. Đợi cành nhánh có rồi hết này, đây này mọi người xem hơi chốt đầu chốt của con này rất là nhiều, coi rất là nhiều cành. Thì sau này mọi người mua về là có tay cành quấn ra, không sợ là nó không mọc mầm nha mọi người. Một cốt keo to, keo này phải trên 100 năm hết nó mới keo to như giờ nha mọi người. Đó. Bên này, này con này cũng rất là già coi này, mình qua bên này con này mọi người ưng thì cứ chọc, sau này sống khỏe rồi mình vận chuyển đi cho mọi người. Đó. Coi keo to đây. Đấy. Rất là dè coi. Rễ trái đều trong mọi người. Mọi người xem video cũ của mình là rễ nó trái ra như thế này. Hôm nay là quay gần cho mọi người xem cốc u này. U rất là hay luôn, rất là đẹp luôn. Dè sần sùi coi, coi này thì gọi là đống già luôn. Rất là dè coi. Sần sùi dè coi, nu này. Nâu có này mọi người, nâu này, nâu, nâu. Bệnh nổ ra rất là đẹp coi. Con này thì hình như là không có vết cắt lớn nha. Giót. Đấy, coi rất là già. Hàng như thế này thì nay là đã khó kiếm ra rồi mọi người. Tại vì ở tự nhiên thì đã, nó đã hết rồi. Ở nhà dân thì lâu lâu mới kiếm ra thôi mọi người. Đó. Nhà dân là lâu lâu mình mới tìm ra được thôi. Tìm ra được mà mua một cái coi về là một cái vấn đề lớn mọi người. Đó, phải vô nhà hối rồi năn nỉ rồi chủ nhà mới bán mới đèo coi về trồng không biết sống hay là chết. Đó, thành thử mọi người xem ưng mua cái cặp đi rồi sống khỏe qua tầm hi. Thì hay là hơn thì nó sống khỏe, khi nào sống khỏe mình báo cho mọi người biết. Đó. Con này keo to nhất vườn mình. Này con này thì hiện tại là nói chung là được giá thì cũng vẫn giao lưu luôn, tại vì mình làm kinh tế mà, cứ được giá là mình sẽ giao lưu hết. Con này thì to, to keo. Con này to lắm, thực tế bên ngoài to bự. Hàng này thì tự nhiên thì kiếm không ra nữa đâu mọi người, mình đèo nằm ngói đó. Qua bên con này thì tới mình tạo theo kiểu tung này mọi người. Đấy. Đó, mình tạo theo kiểu tung này, tung là hén đó. Đây cành nào đẹp siêu này mà hàng trang trí sân vườn biệt thự thì con này là đúng đẹp luôn đó. Cái này bo cái băng trà dưới này nữa là y bài. Tại vì mình đang nuôi mấy cái cành ở này bung đều to ra. Chỗ này kết bánh. Con này mình thích cái phôm này. Thích phôm keo này. Thằng keo bó nó nhà lầu là nó mới mạnh, nó mới đẹp. Phôm con này. Một cốt coi đây quanh 150. Tay cành bung đều. Đó. Cành nhánh nó đòi đủ. Và có bồ đề đây này. Bồ đề ra còn to lắm. Bồ đề ra quanh 401, keo tầm 5 m. Bồ đề thì cái mạch bên này đẹp. Mình đang tưới nước coi này mọi người.
Cái nước cho nó đẹp luôn. Cái nước đẹp luôn. Đây, những cái form tang này mọi người, như cái cơ bồ đề này mọi người xem cái mạch này này, phải nói là đúng đẹp luôn này. Trời, kiếm cơ bồ đề như thế này thì phải nói là khó có lắm. Bồ đề to mà nó già, coi cửa này mọi người xem này, đỉnh không, mạch cái mạch bên này đúng đẹp luôn, già coi quá già, quá già coi luôn, hấp dẫn. Mình sẽ quay lại gần để cho mọi người xem cái độ già coi, già còn nu nữa chứ, ai mà chịu nào không, nu cái lách của em phê quá, già quá già, mạch siêu đẹp. Vừa là nắng lớn rồi. Rồi những coi dúi lùng lực đây. Dúi lùng lực đây. Đó. Khách đã kẹp rồi này. Mầm mạnh quá không? Để mình chi nén lại nữa cho nó mầm nó mạnh hơn nha mọi người. Coi rễ nhiều khuya, coi cho mồi keo to kia. Bán 1.200.000 cho mọi người nha. Đó. Còn cái này vui, để tí nữa mình chi lưới điên lại cho coi, tại vì mới vừa sống mà mình đê cũng hơi ao á, tại vì hôm nay công việc nhiều quá. Cái này cũng sống khí đâu nè mọi người, cái này cũng sống khí đâu nè, đó cái này sống khí đâu nè. Cái này thì bộ đế mạnh lắm, cái này bộ đế lung lực. Coi đây keo tầm chưa tới 1,5 m mà coi ra 1,3 gì vậy, 1,35 m. Hoành 200 mấy hay sao đó. Lùng lực coi, đẹp ạ. Rồi bây giờ mình sẽ quấn bao bố mình trồng coi nha mọi người. Quấn bao bố trồng coi. Rồi hiện tại thì cũng đã xong nha mọi người. Hiện tại mình đã làm xong hết rồi. 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 Video mình cũng xin kết thúc nha. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh mình để xem những video lần sau. Trường tạm biệt mọi người. Quá trời dưới luôn nha mọi người. Nếu nào mua thì liên hệ.